Sau khi lắp dựng căn nhà đầu tiên ngày 15 tháng 10, binh đoàn 12, tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục đẩy mạnh các mũi thi công đồng bộ. Sau khi lắp dựng những căn nhà đầu tiên, binh đoàn 12 tiếp tục đẩy mạnh các mũi thi công lắp tường và mái. Những tấm gạch đúc sẵn có kích thước lớn nhưng trọng lượng nhẹ, giúp cho việc lắp ghép không gặp nhiều khó khăn. Cùng với lắp ghép các tấm gạch, những người thợ tiến hành song song việc định hình nóc các căn nhà. Đơn vị thi công đang lắp dựng 28 trên 40 vị trí nhà. Đến 24 tháng 10, đơn vị thi công đang lắp dựng 28 trên 40 vị trí nhà, trong đó 13 căn nhà đã dựng xong, 2 căn đang hoàn thiện phần mái, 6 căn đang hoàn thiện sàn tường. Các vị trí còn lại tiếp tục các phần việc đào móng và đổ bê tông móng nhà. Theo kế hoạch, binh đoàn 12 và các lực lượng thi công sẽ hoàn thành áp dụng 40 căn nhà trước 30 tháng 11 và hoàn thành toàn bộ hạ tầng giao thông, nội bộ điện nước, cảnh quan khu tái định cư làng Nủ trước 31 tháng 12 năm 2024. Tất cả các cái biện pháp thì đơn vị cũng đã cố gắng khắc phục để có thể là theo kịp cái tiến độ. Trong cái quá trình thi công thì hiện tại là các cái phần về ngôi nhà thì cơ bản là cũng đã hoàn thành, bước đến những giai đoạn sau để mà hoàn thiện cái ngôi nhà theo kịp tiến độ đề ra. Và như đã hứa với Bộ trưởng là đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 22 tháng 12 là sẽ phải bàn giao đưa vào sử dụng. Làng Nủ ngày 8 tháng 11 năm 2024. Hãy cùng mình cập nhật xem tiến độ dự án đang đến đâu rồi nhé. Đây là toàn cảnh dự án tính đến thời điểm hiện tại. Hiện tại như chúng ta có thể thấy là có một căn nhà mẫu ở đây đã được sơn bả, hoàn thiện và lắp cửa, và có hai căn ở bên kia cũng đang được tiến hành sơn. Trên toàn bộ dự án đã có 21 căn nhà được áp dụng xong bằng tấm bê tông, khí trường áp, axi và đang anh tiến hành bàn giao những công tác tiếp theo để cho bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Móng của những ngôi nhà cuối cùng đang được dần hình thành. Công tác lắp tấm và hoàn thiện cũng đang được làm rất nhanh. Chúng ta có thể thấy không khí làm việc trên công trường đang rất là khẩn trương để đảm bảo kịp tiến độ của dự án. Hãy cùng mình theo dõi và chờ đón ngôi làng mới đón bà con vào ở nhà. Thợ đang lập mái, quý anh chị nhé. Nhà bếp rồi mọi người ạ. Vâng. Xem là bao nhiêu bìa? 1 bì, 2, 3, 4. 4 bìa tức là 3 gian mọi người nhé. 2 trái. 2 trái mọi người đây này. Đấy. Đấy, đang đứng cái cột. Căn thứ 10, căn thứ 10 cũng xong rồi đây. Hoàn thiện đó. Đấy. Căn này. Anh ơi, cho em hỏi đây là cái vật liệu gì ạ? Đây cái thùng này. À, đây là cái gạch để làm tường mọi người nhé. Đây.
lại lại con lông bù hươn phờ hươn nắng xanh phay cắm mà hào in muôn ban mường non số con tin bố không nằm lầy ai mà dám ban mong chờ mùa khâu bao bạn